Phật dạy, này thiện hiện vì pháp không quên mất chẳng thể đạt được nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh, vì tánh luôn luôn xả chẳng thể đạt được nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì pháp không quên mất chẳng thể đạt được nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh, vì tánh luôn luôn xả chẳng thể đạt được nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì pháp không quên mất là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được, vì tánh luôn luôn xả là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được, do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh Phật dạy, này thiện hiện, vị trí nhất thiết chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vị trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vị trí nhất thiết chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vị trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì trí nhất thiết là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được vì trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh phật dạy này thiện hiện vì tất cả pháp môn đà la ni chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì tất cả pháp môn tam ma địa chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh Bạch Thế Tôn tại sao vì tất cả pháp môn Đà La ni chẳng thể đạt được nên Bát Nhã Ba La Mật Đa Thanh Tịnh vì tất cả pháp môn Tam Ma Địa chẳng thể đạt được nên Bát Nhã Ba La Mật Đa Thanh Tịnh. Này thiện hiện, vì tất cả pháp môn Đà La ni là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được, vì tất cả pháp môn Tam Ma Địa là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Do đó Bát Nhã Ba La Mật Đa Thanh Tịnh phật dạy này thiện hiện vì quả dự lưu chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì quả nhất lai bất hoàn a la hán chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh bạch thế tôn tại sao vì quả dự lưu chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì quả nhất lai bất hoàn a la hán chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì quả dự lưu là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được vì quả nhất lai bất hoàn a à la hán là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh phật dạy này thiện hiện vì quả vị độc giác chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh bạch thế tôn tại sao vì quả vị độc giác chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì quả vị độc giác là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh phật dạy này thiện hiện vì tất cả hạnh đại bồ tát chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh bạch thế tôn tại sao vì tất cả hạnh đại bồ tát chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì tất cả hạnh đại bồ tát là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh phật dạy này thiện hiện vì quả vị giác ngộ cao tột của chư phật chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh bạch thế tôn tại sao vì quả vị giác ngộ cao tột của chư phật chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì quả vị giác ngộ cao tột của chư phật là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh lại nữa này thiện hiện vì hư không chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh bạch thế tôn tại sao vì hư không chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì hư không là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh